Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Vịnh Cam Ranh là một nơi có vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời nó còn có một lịch sử phức tạp khi từng in dấu chân của những cường quốc hải quân được đánh giá là hùng mạnh nhất trên thế giới, từ phát xít Nhật rồi tới Mỹ, Pháp và Liên bang Nga. Liệu rằng những quốc gia này có vô tình xót lại vũ khí đầy uy lực tại đây không? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quân cảng Cam Ranh. Vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa là một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới. Vịnh là nơi có bán đảo Cam Ranh chạy từ Bắc xuống Nam, được bao bọc bởi rất nhiều các đảo to nhỏ khác nhau. Lợi thế ấy đã biến Cam Ranh thành một nơi có vị trí chiến lược quan trọng để xây dựng các căn cứ quân chủ yếu bao gồm hải quân và không quân. Hiện tại, Vịnh Cam Ranh có quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, tàu hàng, tàu khách, thủy cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm quân đội Nhân dân Việt Nam. Cam Ranh có đủ 3 yếu tố cơ bản để xếp vào một trong những cảng biển tốt bậc nhất trên thế giới, về chiều rộng, độ sâu và được che chắn tốt. Cảng Cam Ranh được bao bọc bởi những ngọn núi cao khoảng 400m nên kín gió. Vũ khí đặt ở những điểm cao trên núi có thể khống chế được tất cả những khu vực xung quanh quân cảng. Nước sâu vịnh rộng là nơi lý tưởng có thể tập trung 100 chiến hạm cỡ lớn. Vị trí thuận lợi cho phép cảng Cam Ranh trở thành pháo đài khó tấn công và dễ thủ. Nếu đặt tên lửa đối không trên núi thì toàn bộ vùng trời eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm bắn tên lửa. Hệ thống radar và giám sát điện tử nơi đây có thể kiểm soát được khu vực Bắc Ấn Độ Dương, biển Hoa Đông và biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời có thể kiểm soát tuyến đường vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới, kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giới chuyên gia quân sự thừa nhận vị trí của Cam Ranh có tầm ảnh hưởng to lớn tới bản đồ địa chiến lược toàn cầu, là quân át chủ bài có vị trí hiểm yếu đối với bán cầu Biển Đông. Như thế, để thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ thế lực thù địch nào từng xâm lược Việt Nam cũng đều chọn cảng Cam Ranh để xây dựng căn cứ quân sự. Mọi thứ đều có lý do của nó. Quay ngược trở về lịch sử, trong cuộc chiến Nga-Nhật năm 1905, sau khi hạm đội Viễn Đông bị Nhật Bản đánh tan, các tàu của hạm đội Baltic của Nga Hoàng Nicholas Đệ Nhị đã ghé vào vịnh Cam Ranh ngày 12 tháng 4 năm 1905 để sửa chữa tiếp nhiên liệu, lương thực, nước ngọt và than suốt trong một tháng trước khi tham gia trận đánh tại eo biển Tsushima nằm ở Triều Tiên và Nhật Bản. Sau chiến tranh Nga-Nhật, lo sợ cho âm mưu tranh giành thuộc địa của Nhật Bản năm 1911, chính phủ Pháp đã cho xây dựng một quân cảng Cam Ranh thành một căn cứ hải quân lớn trong kế hoạch phòng thủ chung ở Đông Dương và xây dựng nhiều căn cứ quân sự khác trên đảo hòng đối phó với cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng ngày 15 tháng 9 năm 1940, Nhật gửi tối hậu thư đòi kiểm soát các căn cứ hải quân, trong đó có cảng và vịnh Cam Ranh. Năm 1942, Nhật trưng dụng cảng Cam Ranh, đồng thời xây dựng thêm máy bay làm bàn đạp chính để chuẩn bị cho cuộc tấn công chiếm đóng Malaysia và các thuộc địa của Anh, Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh từng là một căn cứ quan trọng nhất của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong vòng 8 năm kể từ năm 1965 đến năm 1972. Năm 1965, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bấy giờ đã chấp thuận để Mỹ sử dụng Cam Ranh. Mỹ quyết định chi khoảng 300 triệu đô cho việc xây dựng Cam Ranh thành căn cứ quân sự liên hợp hải lục không quân và khu hậu quân lớn nhất bất khả xâm phạm tại Đông Nam Á. Căn cứ này cũng chính là bàn đạp quan trọng hỗ trợ đắc lực cho Mỹ trong quá trình đánh phá miền Bắc Việt Nam. Tại đây, Mỹ đã tiến hành xây dựng căn cứ không quân hiện đại, cùng một sân bay với hai đường băng có chiều dài đến hơn 3.000 mét, dùng cho bất kỳ loại máy bay hiện đại nào. Một sân bay riêng biệt dùng cho trực thăng cùng hệ thống đường xá với tổng chiều dài là 260 km. Tiếp theo phải kể đến là kho chứa máy bay trong lòng núi, đường băng dài thuận tiện cho phục vụ các máy bay quân sự cỡ lớn, cụ thể là máy bay ném bom chiến lược B-52. Quân cảng còn có nhiều kho chứa đạn, kho nhiên liệu, hệ thống radar hiện đại, xưởng đại tu xe tăng, hệ thống thông tin liên lạc qua Philippines, Thái Lan bằng cáp ngầm xuyên biển.
Căn cứ Cam Ranh chính thức trở thành địa điểm chính sửa chữa tàu biển và cung cấp đạn dược hậu cần cho hải quân, bao gồm cả cho tàu khu trục và tàu đổ bộ của hạm đội 7 Mỹ. Năm 1968, quân số của quân đội Mỹ và các lực lượng chư hầu ở Cam Ranh đã lên tới 30.000 quân, 20.000 quân Mỹ và 10.000 quân các nước chư hầu. Đặc biệt tại đây, quân Mỹ lần đầu tiên sử dụng cá heo được huấn luyện để bảo vệ cảng Cam Ranh. Hòa Bình được lập lại từ năm 1979, cảng Cam Ranh được sử dụng làm căn cứ hải quân quan trọng của hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Chính phủ Xô Viết chính thức ký thỏa thuận với Việt Nam thuê cảng này trong khoảng thời gian là 25 năm, từ năm 1978 đến cuối thập niên năm 1980 Liên Xô tan rã. Chính phủ Liên bang Nga kế thừa lại hợp đồng đó cho tới năm 1993. Sau đó, một hiệp định mới chấp thuận cho Nga tiếp tục có mặt tại Cam Ranh, thế nhưng chỉ còn lại nhân viên kỹ thuật tình báo. Toàn bộ các quân nhân được rút về Nga. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, Liên bang Nga chính thức hạ xuống lần cuối cùng tại căn cứ Cam Ranh. Với những lợi thế sẵn có của mình, cùng những cơ sở vật chất được Mỹ và Nga từng trang bị trước đó, cảng Cam Ranh được coi là vũ khí uy lực mà các quốc gia này để lại cho Việt Nam trong cuộc đối đầu không khoan nhượng với Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ sao về quan điểm này? Những cơ sở vật chất được Nga, Mỹ để lại có phải là lợi thế cho chúng ta? Comment chia sẻ suy nghĩ ngay dưới video này nhé! Tiếp tục video, chúng mình sẽ cùng phân tích chi tiết hơn về lý do Cam Ranh là vũ khí lợi hại chống Trung Quốc của Việt Nam nhé. Năm 2010, Trung Quốc có nhiều động thái hành xử mang tính gây bất ổn trên Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã công bố kế hoạch nâng cấp và hiện đại hóa cảng Cam Ranh để khai thác thương mại bằng cách cho các tàu nước ngoài đến để tiếp nhiên liệu, sửa chữa và neo đậu. Đồng thời, Việt Nam khẳng định không ưu tiên cho bất kỳ quốc gia nào mà sẵn sàng mở cửa Cam Ranh cho tất cả các đối tác quốc tế, với mong muốn đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại, có thể làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, đó cũng chính là đòn bẩy hỗ trợ cung cấp thêm cho kho vũ khí ngoại giao của Việt Nam. Một trong những lý do khiến cảng Cam Ranh là vũ khí lợi hại. Đầu tiên phải nhắc đến vị trí địa lý, cảng Cam Ranh cách quần đảo Trường Sa 431 hải lý, Hoàng Sa là 323 hải lý và đảo Hải Nam là 462 hải lý. Bên cạnh đó, khoảng cách với eo biển Malacca và Trung Quốc là khá gần, khiến đây trở thành một địa điểm lý tưởng để bảo vệ các quần đảo thuộc chủ quyền nói riêng và đất nước nói chung nếu không may có chiến tranh xảy ra. Bởi vậy, việc mở cửa cảng một cách khéo léo, Việt Nam đã báo hiệu với các thế lực có âm mưu xấu xa rằng Hà Nội sẽ còn tiến xa hơn nữa trong hợp tác quốc tế để đảm bảo mục tiêu giữ vững được chủ quyền lãnh thổ của mình. Lý do thứ hai chúng mình muốn đề cập đến đó là trong danh sách các quốc gia có phương tiện hải quân đã ghé thăm cảng Cam Ranh, ngoại trừ Trung Quốc, các nước khác đều đồng thuận với nguyên tắc tự do hàng hải rộng lớn hơn ở cấp vùng biển mở theo UNCLOS năm 1982. Do đó, mặc dù về mặt chính thức, Việt Nam vẫn đang tuân thủ chính sách đối ngoại 4-0 của mình, không liên minh, không cho đặt căn cứ quân sự nước ngoài, không sử dụng quốc gia này để chống lại quốc gia khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, nhưng vẫn áp dụng chiến lược cân bằng mềm nhằm bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông thông qua cảng Cam Ranh. Và lý do thứ ba, quyết định mở cửa trở lại cảng Cam Ranh thể hiện rõ khuynh hướng của Hà Nội muốn trở thành đối tác của các cường quốc quan trọng. Giai đoạn gần đây, Hà Nội đã có những bước tiến dài trong mối quan hệ an ninh quốc phòng với Mỹ, cùng với những đối tác chiến lược của nước này. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn tiếp tục củng cố và thắt chặt hơn quan hệ với các cường quốc khác như Nga và Pháp. Tuy Việt Nam khẳng định cảng Cam Ranh không bao giờ là một căn cứ quân sự của Hải quân nước ngoài, nhưng Ấn Độ lại đang có một vị trí đặc biệt trong tính toán chiến lược của Việt Nam. Qua tìm hiểu đã cho thấy Ấn Độ được cấp quyền tiếp cận độc quyền cho tàu Hải quân sử dụng cảng Nha Trang, vốn chỉ cách cảng Cam Ranh một khoảng cách ngắn. Cho đến nay, chưa có lực lượng Hải quân nào khác tiếp cận được cảng Nha Trang, trừ tàu bệnh viện US Naval Medsy được phép neo đậu tại đó vào hồi tháng 5 năm 2018 vì lý do nhân đạo. Với chính sách đối ngoại đa chiều của Hà Nội, ngoài việc có quan hệ song phương mạnh mẽ, mối quan hệ thân thiện đồng thời của Ấn Độ với Mỹ và Nga là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà Hà Nội đề ra. Quân đội Ấn Độ cũng chính là lực lượng đã giúp thủy thủ Việt Nam phương pháp tập luyện đào tạo đội ngũ mới, phục vụ trên các tàu ngầm lớp Kilo cũng như phi công là máy bay chiến đấu Su-30 của Nga. Thêm vào đó, Ấn Độ đã thiết lập mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ với Mỹ, vốn đang hợp tác với Việt Nam trong chiến lược rộng lớn của Nhà Trắng với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cho nên, chiến lược phối hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam cùng với hình ảnh của Ấn Độ đang là một cường quốc hòa bình, khiến cho việc Hà Nội trao đặc quyền đến New Delhi
tiếp cận cảng Nha Trang được khách quan hơn. Ngoài ra, việc Ấn Độ có mặt ở khu vực này không gây nên sự phản ứng quá mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh, giống như đã từng diễn ra với Nga và Mỹ. Việt Nam lựa chọn kế sách phù hợp, hòa hảo nhưng cứng rắn để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cảng Cam Ranh đang là con bài chiến lược để nuôi dưỡng và tăng cường nhiều mối quan hệ an ninh với các cường quốc trên thế giới để đảm bảo sự hiện diện liên tục của hải quân nước ngoài ở khu vực này. Điều này đang khiến cho Trung Quốc mất ăn mất ngủ bởi vì mục tiêu của Bắc Kinh là muốn trở thành quốc gia duy nhất kiểm soát Biển Đông đang ngày càng bị đe dọa. Về cơ bản, việc hiện diện thêm một cường quốc quân sự trên Biển Đông sẽ giúp cho trật tự hàng hải sẽ được đưa vào khuôn khổ. Sự bành trướng của giới chức trách Bắc Kinh theo đó cũng sẽ bớt hung hăng, kiêu ngạo đi nhiều phần. Dẫn chứng như vậy để một lần nữa có thể khẳng định rằng cảng Cam Ranh chính là quân bài chiến lược, là vũ khí vô cùng uy lực trên mặt trận Biển Đông mà Mỹ và Nga đã có một phần công sức không nhỏ trong công cuộc xây dựng nên những cơ sở vật chất hiện đại, trang bị những hệ thống chiến lược, hỗ trợ đắc lực cho quân cảng Cam Ranh ngày càng nguy hiểm, khó lường hơn. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ như thế nào về điều này? Quân cảng Cam Ranh có đúng là một vũ khí đắc lực hay không? Chia sẻ quan điểm của mình bằng cách comment ngay dưới video nhé. Chúng mình rất mong muốn được nghe nhiều hơn nữa ý kiến của các bạn. Đồng thời cũng đừng quên cho chúng mình một lượt like, share, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.